này là green red nha, red onion nha, rồi mình bỏ một tí oyster sauce nha. Sesame oil, sesame oil nè ha, rồi green red ha, rồi red onion ha, rồi mình phi lên thơm ha. Giờ thơm rồi. Cái này là salad cream mình của nước Mỹ đàng hoàng nha, produced up USA nha. Salad cream đó, and rich gì and gì and sa gì and sa gì ủa gì vậy, đọc không được, chữ này lạ quá đọc không được. Camaron là gì vậy, quay là bắt sống nè, bắt quan giả quên nữa là bắt sống. Rồi bây giờ là mình sẽ cho vào nồi nha. Tiếp tục mình sẽ bỏ cái celery nha, stream nè, green red ha, rồi red onion, celery. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái này là cái cọng bánh canh của mình á. Giờ mình thêm một tí cái này là hot sin sauce ha. Đó. Và bây giờ mình sẽ bỏ cái này là bột nêm nè. Bột nêm kêu bằng gì kìa. Đó. Bột nêm này của Hàn Quốc nha, ăn ngon lắm luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ này bột me nè. Hèn chi mình thấy con tôm, nó là bột lột crawfish nha. Thử ra nha, coi món này nó ra gì nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho một tí này nữa nha. Lemon pepper. Rồi hôm nay mình sẽ xài là muối iốt nha. Và đây là tiêu đen. Rồi mình trộn lên nha.